Hai cả nhà, thì năm mới tới đến thì có nhiều quý mạnh thường quân và nhiều quý khán giả đến thăm và chúc Tết cho những anh chị em bà con và những hoàn cảnh khó khăn ở trong kênh mình. Thì hôm nay là có một vị khách ở Ba Tri, hồi sớm có ghé ngoại và chị Diệu sẽ là người hướng dẫn cho cái chú đó đi xuống dưới ngoại, tại vì mình hôm nay mình phụ bán chị hai mình. Thì chú đó lên xong chú đó mới nói là muốn đi vô nhà thăm anh Bảy Ron, cục bị mất hai cái đôi chân cả nhà. Thì trên đường đi vô nhà anh Bảy thì đi vô đây thì cái xe mới quăng xuống dưới sình đấy. Này đây là cái nhà, thì cái nhà thấy là cái xe quăng xuống đây đó. Đây là quăng xuống, đây là anh Hoàng là mấy người này là phụ nơi chiếc xe lên. Thì chiếc xe nó đây còn mới cáo luôn, cũng là AB giống cái hiệu xe của mình. Lọt xuống đây là rửa lại rồi. Ở bà con ở xóm này nơi chiếc xe lên giùm, xe này mới mua luôn. Mới mua luôn là bay xuống sông rồi đây, tại vì cái con đường này ai mà yếu yếu cả nhà đó. Ai yếu yếu là chạy xuống đây là lọt xuống luôn, cái hố quá sâu. Thì bây giờ là mình sẽ mời cả nhà. Nãy mình nghe anh mình nói là đi vô đây thăm thăm anh Bảy rồi mình chỉ hướng dẫn đi xuống đây, vô đây nghe nó té xe mình chạy vô đây mình xem đó. Nhà anh Bảy mới bước vô là có cây mai đây, cái nhà cây mai trước cửa nhà đẹp lòng lọng chưa. Rồi, không biết anh Bảy đâu, chắc ở phía sau này quá. Ai lôi xe lên nè anh? Anh Bảy có lôi không? Có, anh Bảy có lôi phụ không? Đường xá khó đi quá chú, cái này khó đi nè mới lọt. Trời ơi, nãy đi nãy nó rồi nó đã đi, nó hỏi để đi dẫn đi đi đó. Thế đi đường khó không? Khó quá trời. Tôi tính là nãy tính gửi tiền cho cô rồi, nhưng mà tôi suy nghĩ là thôi để đi vô đây đặng cho biết luôn. Nãy giờ biết chưa? Biết rồi, đường biết rồi, giận nhức đầu luôn. Giờ nói đây để hỏi đường đi đó, nãy đó hỏi đi đi không có được đâu. Anh với bốn người kêu bốn người lên. Ba người bên kia phụ lôi lên, cột dây lôi lên. Thấy chưa? Nói rồi xe bay xuống đó xuống nói đi khó đi lắm. Chứ phần ông nghĩ cái đường cũng dễ đi. Nói rồi, nói đường khó đi lắm. Nói đi đi mình được mà, đi mình được. Hỏi thăm người đi xe đó, nó người đi xe rồi mà không chạy không được đâu chứ. Đâu có nó quẹt vô cây dừa chứ còn không, nếu không quẹt vô cây dừa thì cũng không đến nổi. Thì cái đường nó khó đi. Coi như xe đó mới tắm cho nên mới. Anh Bảy, anh Bảy tính lớn không? Thường thường thôi. Em thấy cây mai quá trời, cây mai trời bông quá trời bông. Đẹp ha. Ừ. Rửa xe mới xong chung luôn á. Vô đây rửa cái đó đó. Tao tính mấy bông à. Sao nay quá trời luôn anh chơi anh Bảy. Biết hơn sao đâu á. Ủa vậy giờ có bông đều sao hả? Giờ đi đi ghé chú gì hai vợ chồng bồ đi. Xong hả? Chú này vô thăm anh rồi hả? Rồi, vô thăm rồi. Cho được tẹo. Trời ơi, đó thấy chưa? Hạnh phúc không? Chứ đâu có vô trong này. Trời ơi, ghé nghỉ mệt á. Với thằng Hoàng chơi nè. Vô quà Tết của em đây hả? Quà Tết chưa dám khui á. Sao không khui đi? Rình phát lỗ lấy bộ túi bột niêm ra. Út đi có mình không? Nghe té xe hết hồn chạy vô, nó trời đất ơi chạy sao mà dữ vậy? Có không? Ủa, ai quay, ai điện? Anh con điện. Nó nói là té xe rồi. Chú đàng hoàng đó mà không tên. Ít hồn. Trang cho dê. Mà chạy ra cho gió hoài. Chú cũng có lòng thành đến đây chơi rồi ghé thăm anh Bảy mà thấy vậy cũng điện thoại nó để cho nó biết là vậy. Chú ơi là gì? Mình thì cần nói rồi lột với mày là cầu vậy đó. Hay là có nhiều.
nhà này với nhà dưới thì nhà này không có chạy xe, thì nhà này có xe rồi, với nhà dưới có xe qua nhà chứ nhiều. Tốt chứ ít có đi đường trong biên dương mẹo, cái đường lộ quanh quanh mẹo đi đường thẳng đâu à, không mà đều đi chuyến này đậu chắc luôn. Là cái anh là kỷ niệm cái gì đây nè, anh nói mẹ cho người ta biết. Mà thiệt nãy chưa thấy nguyên cái lỗ chồng bầm ở đó kìa. Ừ đó, nguyên cái lỗ nó lọt dưới đó. Năm tới còn ấy à. Thiệt luôn á. Nó đi cắt vô gian chưa anh Bảy? Nó xuất phát chưa? Qua cắt qua rồi, nọ anh máy vào. Đi bằng ghe luôn hả? Ghe. Đi xe không ở đây. Ông đi bằng ghe hay đi vòng vòng đây nè. Đi qua Bảy Hồng biết là ở nhà ngoại rồi, ông vô qua bờ thùng ăn cắp cỏ đại. Rồi chiều nay khoảng chừng 3 giờ mấy ra, có bà người ta có vô không? Giờ vậy chứ giờ đường ra chạy rung tay. Nã té hết lại. Đau quá, cắn tự gãy cái giò luôn á, ta anh bài với đỡ lên ra. Nó cắn móp. Đâu chứ có phỏng giò gì à. Rồi phỏng cái tay nè, thấy không? Trời ơi nè. Cắn không. Rồi tưởng gãy giò luôn. Xe nằm luôn hả? Nằm ở dưới luôn, anh bài với đỡ lên ra. Rồi la hoài sao không thấy ai ra ở đây đâu có ai. Càng ngày nó càng đau tới không à. 2 phút mới chạy vô, anh từ ngoài mới chạy vô đây rồi, anh nghe la quá của mình anh bay xuống luôn. Ở đây đâu có ai đâu. Bị nó tuột cái chiếc xe xuống nó nhồi cái giò này vô cứng ngắc cái giò đâu có rút ra được gì đâu. Chú ơi, chú gãy giò hay gì chú. Chiếc xe càng cứng ngắc tôi cũng không có rút gì được luôn. Kêu đứng dậy mà đứng gì được, cái máy nó đè nó cống quyển mà đứng gì. Anh phải bay xuống anh đỡ luôn, anh đỡ xe lên lúc đó rồi đỡ chú ơi, rút ra được rồi chú ơi. Đó cái lỗ đó anh với ông ha. Ở đây đâu có ai người đâu mà la lên kia đâu có ai đâu. Thôi mình kia mới chạy ra. Rút ra xong rồi. Anh Bảy, ở đây đâu có ai đâu anh Bảy. Đâu có ai. Có 3 người thì đó ở trong nhà đó. Chú không giàu là không giàu hả chú? Không giàu rồi. Anh Bảy hả? Có nhiêu đó làm sao làm giàu được? Chút làm gì ra cho không. Sức khỏe hay giàu? Cho sức khỏe thôi. Anh Bảy này giàu rồi. Giàu hả? Dạ. Trời ơi, nay có trại chân dê rồi. À. Hồi đó anh Bảy nói anh ao ước được có chuồng dê mừng lắm mà không ai cho tài trợ hết á. 2-3 con. Hả? À. Nuôi hủ hỷ. À. Nhưng mà người ta không tin tưởng hả anh Bảy? Chắc theo độ vậy quá. Đi mua mấy lần người ta không bán. Không, sợ thiếu hả? Thiếu mà sợ mình phá nữa. Có tiền. Đó, phải được. Một mình một ngựa rồi sao? Dạ. Sợ dạ, cuộc sống của anh á là nó thiệt luôn á là nó anh thấy chú thấy đó là ăn trước thiếu sao? Ừ, ăn trước thiếu sao rồi già cả ai lo. Dạ. Sống gì thì giờ hiện tại bây giờ thôi, mình tính là hiện tại bây giờ là anh đỡ thôi. Dạ. Nhưng mà nó chừng 5-10 năm nữa đi. Nhưng mà đi mượn hết cái làng chừng 100 ngàn mua kẹn mua gì có mới lạ. Đó. Tại vì người ta anh một tháng vậy anh đi móc bình vậy là có mấy trăm ngàn hả? Yeah. Mà ăn tháng vậy được mấy ghe hả anh Bảy? Ừ. Rồi này ăn trước 7-8 bữa đó lại. Anh ăn hụt trước thiếu sau nên không có tiền đó, ai dám đầu tư cho anh Bảy. Rồi vô tình gặp rồi giờ anh Bảy đỡ nhiều à. Mười mấy con ghe hả anh Bảy? Mười mấy con. Dạ. Yeah. Mấy con giờ là ngon rồi đó. Ngon còn mắc nợ ăn tiêu cái chọc tiểu ngoài kìa. Mắc còn mắc anh nhưng mà anh còn dế. Còn dế. Nên bây giờ anh kinh doanh mà từ từ anh lên được thì anh đỡ. Hả? Qua Tết này anh đầu tư thêm cái chuồng nữa hay gì? Chắc phải nới rộng ra. Đúng rồi, rồi. Chứ này thấy nhỏ quá anh Bảy. Mà giờ thí dụ như mày mua tủ lạnh nữa kìa. Mày ba giặt đây ngoài kìa. Mày mua thôi chứ không mua cũng được. Chứ cái nhỏ cái không có. Rồi 5-6 ngày thì giặt bữa, 5-6 ngày giặt bữa. Thì tay bứt đồ này. Ủa mua nào? Mua đồ cũ người chưa ta. Đâu cách mấy bữa vậy á. Tao thành phố xuống cho 3 triệu mấy đó. Có vậy quay, quay qua mua lô. Rồi giờ anh đi luôn anh Bảy. Dạ. Chúc anh Bảy về sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Năm cũ và mới em cũng chúc anh dồi dào sức khỏe ha. Rồi. Tiền vô như nước sông Đà. Rồi em về luôn nha anh. Rồi. Dạ. Đó cả nhà bây giờ là chú này sẽ đi qua thăm vợ chồng Thanh Mù, thì bây giờ là mình sẽ xin phép đi về.
tại vì mình còn buôn bán phụ bán chị hai, tại vì mình nghe té xe và bay xe xuống mương nên mình sợ, mình chạy vô thử ơi xem có chuyện gì xảy ra hay không. Thì chú nói lại lại là xém gãy cái giò xe đè lên này cả nhà. Đây là con đường đi ra, chú nói giờ chú sợ rồi. Chú là chú đã sợ rồi đó, anh mình giờ dẫn xe ra chứ chú giờ không dám luôn. Giờ là chú đâu dám ra nữa. Không, giờ nhắc chú hết rồi. Giờ mà đưa mày lên cái anh cũng nhắc cái này quá, xe bự quá. Quý có lực hơn nè. Ủa, quý nó cứng hơn. Đúng rồi. Trời ơi, quý nó mạnh hơn. Tôi kéo không à. Đúng rồi, tôi. Rồi. Thật lắm anh em ơi, xình không ở dưới á. Rồi dắt qua đứa ơi, xình không à. Ơn anh đi còn muốn té mà. Về nhà mưa kêu vô rửa đông sạch rồi. Xình không nè. Có 70 nè. Đây nè, lọt đây nè. Nãy nó mưa mấy cây gì vậy? Dữ hả? Vô cái máng cái góc dừa đó. Vô máng góc dừa nó nè, đường khó vô rồi giặt nè, chạy vô nè. Xình không nè. Cái này nè, dính vô đây nè, dặn vô đây bài luôn. Đây luôn. Chắc bò không tới. Bò không tới. Chú đây là chú chạy. Giờ là nhát rồi cả nhà. Nhát lắm. Mình cũng còn nhát á, nếu một lần thì là sợ rồi đó cả nhà. Đây là ai mà chạy vô địa hình ha, đi thi bằng lái là về bao đậu luôn á cả nhà. Đường này là bao đậu luôn rồi đó. Quá trình đi dương ảnh bậy bao đậu. Hello, xin chào cả nhà. Thì bây giờ là chú đó đã đi ra thăm anh vợ chồng anh Thanh Mù rồi, thì bây giờ là mình chuẩn bị mình đi về. Và mình chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả đã yêu mến và đến thăm và chúc Tết cho những hoàn cảnh khó khăn trong kênh mình và những người yêu mến. Thì mình cũng không ngờ là chú đó mà đi vô mà chạy xe, chú đó nói là chú đó đậu quẹo cái cua rồi nhưng mà lọt cái bánh ở sau nó lại cả nhà. Tại vì đường ở dưới quê mình thì ai mà chạy la ta lái cứng mới chạy được cái xe này, mấy vô cái đường này, còn không được xe ta lái cứng thì sẽ bay xuống mương như chơi luôn cả nhà. Đó, nên chú đó bây giờ được anh mình là hướng dẫn viên cho chú đó đi đến gia đình nào, thì chú muốn gia đình nào thì mình sẽ chạy đến gia đình đó trong dịp Tết này. Mình đi không được thì mình sẽ nhờ anh mình ha, mà bà chị của mình sẽ hướng dẫn cho đi. Còn mình nãy mình nghe thông tin là đang đi chạy đó chú lọt xuống mương nên xe bay xuống, nên tôi tưởng nãy là chú bị gãy giò, nên mình nhìn thấy vậy, mình nghe cái tin vậy thì Mạnh Hùng Quân và quý khán giả đã xem thì chạy xuống thì mình sợ quá, mình phải bỏ ở công việc ở nhà mình bán chị hai mình chạy vô đây thế nào. Thì mình chạy vô là xe đã nơ lên rồi và chú nói là bị cấn cái giò ngang ống Nguyễn thôi nên cũng hơi nhức nên không có sao. Thì mình mong cho chú là sức khỏe dồi dào và gia đình chú là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Một lần nữa mình chân thành cảm ơn và mình hẹn quý khán giả và quý Mạnh Thường Quân vào clip sau. Bye bye, see you again.